Hello, xin chào bác, em là Minh Tia Chớp. Thì hôm nay em có về chiếc Baby Grand Seiko SARX033, một chiếc Seiko thuộc bộ sưu tập preset, chạy caliber 6R15, gần như là full option, nhưng mức giá thì rất phải chăng. 11 triệu 500 ngàn cho một chiếc qua sử dụng, hình thức đang còn khá là đẹp như thế này các bác nhé. Máy 6R15 nhưng là full option các bác để ý nhé, bởi vì những con 6R15 thường nó sẽ có cái mức giá niêm yết ở Việt Nam mình đâu đó dao động tầm 24 đến 25. Còn với những con full option như thế này thì giá thường nó sẽ dao động từ 30 đến 35 triệu. Đấy. Nhưng hôm nay các bác chỉ cần phải bỏ ra 11 triệu 500 ngàn cho một chiếc 6R15 full option. Cái mức giá chỉ bằng một chiếc 4R35 tầm thấp mà các bác mua ngoài hãng thôi. Thậm chí còn chưa mua được các bác nhé. Rồi, thì tại sao lại gọi nó là full option thì lát nữa em sẽ nói kỹ hơn về cái full option này nhé. Bởi vì với những con full option thì nó sẽ có thêm hai cái option mà đáng chú ý. Đó là thân vỏ được phủ đa epoxy và kính sapphire phủ super clear chống lóa đó. Con này thì còn mình đồng hồ dây thì khá là thoải mái, hình thức thì các bác có thể thấy là một chiếc qua sử dụng thì cũng có xước sát, nhưng mà về cơ bản thì nó cũng không đáng kể, nó cũng không quá lớn và nó không không ảnh hưởng đến cái mặt thẩm mỹ của đồng hồ, nên là thực sự ở đây là cái mức giá cũng rất là phải chăng. Hơn nữa SARX033 cũng là một chiếc khá là hiếm gặp thời điểm hiện tại trên thị trường đấy, và nếu có gặp được thì cái giá này nó cũng không hề rẻ. Nói thật với các bác là như vậy. Thậm chí các bác đấu ở bên Nhật về có khi cái mức giá nó lên đến 17, 18 triệu không nhẽ cơ. Đó. Rồi thì với SARX033 thì đây là một chiếc theo form mới của Seiko Preset. Form mới Seiko Preset thì nó sẽ có những cái điểm chú ý như là bộ dây, các bác để ý này. Cái dây form mới luôn luôn là cái mắt chính giữa của nó sẽ được đánh vát ở hai đầu. Đấy. Thì cái mục đích của đánh vát ở hai đầu thì nó khiến cho cái bộ dây của chúng ta trông khỏe khoắn hơn này, mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Ngoài ra các bác phải để ý nhé, với cái mắt này thì cái độ bóng của nó sẽ tốt hơn là cái bộ dây cũ, cái form dây cũ của thằng Seiko. Cái form dây cũ của thằng Seiko nó sẽ không có cái độ bóng bẩy như này đâu đó. Hơn nữa cái bộ dây này nó được trang bị lớp phủ đa epoxy, có độ bóng sáng của nó là cực kỳ tuyệt vời, chống xước cũng sẽ tốt hơn, và hơn nữa thì nó sẽ chống đi được những cái vết ố bẩn sau một thời gian dài sử dụng. Tất nhiên nha các bác nhé, chúng ta vẫn phải vệ sinh chứ không phải là không vệ sinh. Tuy nhiên thì với cái lớp phủ đa epoxy này thì cái việc bám bẩn vào hay là vết ố sau một thời gian dài sử dụng thì nó sẽ khó hơn là cái thép 316L thông thường đó. Cho nên cái form dây này thì các bác sẽ thấy là form dây này nó bóng bẩy hơn và trông cũng khỏe khoắn hơn với những điểm đánh vát, đúng không ạ? Khóa thì thép đúc đặc nhé, và hơn nữa thì các bác chú ý nhé, khóa này là khóa liền mắt này. Cái khóa liền mắt này thì nói thật với các bác là nó cực kỳ gọn gàng. Em thích cái kiểu phong cách khóa như thế này. Cái khóa form cũ của thằng Seiko thì các bác sẽ luôn luôn thấy một cái hở Amex, đúng không? Cái điểm hở rất là lớn ở đây. Thứ nhất là về thẩm mỹ nó không được cao cho lắm. Cái thứ hai là nó có thể vướng víu vào quần áo hoặc là bụi bẩn nó có thể rơi rớt vào trong, nó gây mất vệ sinh sau một thời gian dài đeo. Thì cái khóa này nó đã khắc phục cái nhược điểm đấy rồi. Và đây cũng là một trong những phần khóa mà em thấy là ok nhất. Vừa gọn gàng, các bác nhìn thấy không? Không quá lớn nhá, nó gọn gàng, nó lẫn luôn vào các mắt dây này. Bấm mở vẫn rất tiện lợi. Tuy nhiên thì nó đã làm tiết giảm đi rất là nhiều, tức là khi mà đeo lên tay thì cực kỳ gọn gàng. Nó như là cái khóa bướm gập hai bên vậy, nó gọn gàng như thế cơ mà. Đấy. Form dáng SARX033 cũng là một cái điểm mà em đánh giá rất cao. Thật sự các bác là như vậy. SARX033 thì nó sẽ có cái dáng rất là giống với bọn 62GS của Grand Seiko. Cái dáng này là một cái dáng có thể nói là một trong những dáng đẹp nhất của Seiko thời điểm hiện tại nhé, một trong những dáng đẹp nhất của Seiko thời điểm hiện tại. Đấy, nó rất giống với 62GS của Grand Seiko. Vừa cong vừa mềm mại ôm tay này, đó. Mặt trên thì chúng ta cũng sẽ thấy là không quá lớn mà cũng không quá nhỏ. Nó vẫn đảm bảo cái sự sắc lẹm của một phần càng ấn tượng đến từ nhà Seiko. Nhà Seiko luôn luôn nổi tiếng với những chiếc đồng hồ có độ hoàn thiện cao. Vì vậy các bác sẽ thấy là nó vẫn có nét trau chuốt. Cho dù là phần càng này nó cũng không quá lớn, nhưng mà các bác nhìn thấy này, những cái điểm đánh vát các kiểu nó làm rất là chi tiết. Núm thì sẽ có logo chữ S hình trụ này, bezel đánh bóng, kính sapphire nguyên khối, có phủ chống lóa super clear. Cái này quan trọng các bác phải nhớ này, bởi vì đây là một cái option chỉ thấy trên những chiếc 6R15 full option thôi. Kính trong vắt đúng không các bác? Phủ chống lóa hai lớp thì không nhìn thấy kính đâu. Đó là ưu điểm của kính sapphire có phủ chống lóa super clear độc quyền của nhà Seiko. Sai sai 41.
Nhưng mà dễ đeo lắm, con này dễ đeo lắm các bác. Size 41 nhưng mà đeo không khác gì size 40 đâu. Giày 11 hơn. Và lắc tu lắc thì 46. Đấy các bác nhìn thấy gọn chưa? Size 41 nhưng mà đeo không khác gì size 40 đâu. Đây của tay em 15.7 các bác nhìn này. Càng 46 cực kỳ gọn nhé. Đấy. Và với size 41 thì nhìn cái form mặt nó to hơn, trông nó rõ nét hơn đúng không ạ? Mà cổ tay 15.7 đeo đã đẹp như thế này rồi, các bác cứ tưởng tượng các bác có cổ tay tầm 15.5 cho đến 17 năm, 18 năm thì đeo cái này phải nói là cực kỳ ok luôn. Cái form dáng của nó rất giống với 62GS của Grand Seiko. Gọn gàng, không quá là màu mè, nhưng mà chính sự đơn giản của SRX033 lại khiến nó trở thành một trong những chiếc đồng hồ được dân sưu tầm rất là săn đón nhé. Thế nên là SRX033, 035 bây giờ nó cực kỳ hiếm trên thị trường là vì vậy. Đấy, gần như là nó nằm trong một bộ sưu tập của một ai đó. Tất nhiên là với một con mà mới ra mắt như là 033 và 035 thì hiện tại nó chưa thể nào mà nó tăng giá hay là nó hot hit một cách quá kinh khủng đâu. Nhưng mà nói thật với các bác là sau này thì 033 và 035 thì nó sẽ không khác gì những con SRB 033, 035 thời điểm hiện tại. Đó. Nhưng mà về cấu hình thì bọn này cao hơn con 033, 035 SRB chứ đúng không ạ? SRX thì dòng đời sau, form dáng đẹp hơn, cấu hình máy ngon hơn đúng không ạ? Mà giá thì lại rẻ hơn. Đó. Rồi. Mà số cọc kim thì thực ra thì cái cọc này thì bê nguyên từ Grand Seiko rồi, rất đơn giản thôi, cọc thì không quá là cầu kỳ. Bộ kim thì nó sẽ có một chút khác biệt. Thay vì là bộ Dauphin hay là kim La Liễu thì chúng ta sẽ có một bộ kim khác biệt đi một chút, mềm mại hơn đúng không? Cũng là Dauphin nhưng mà cái dáng của Dauphin con này thì nó sẽ được bầu nhẹ ra hai bên, nó khiến cho chiếc đồng hồ chúng ta nó mềm mại hơn với một bộ kim đó. Và hơn nữa thì bộ kim này được mạ PVD màu xanh deep blue. Xanh deep blue thì thực sự các bác nó quá đẹp, chỉ cần một chút ánh nắng thôi thì nó lên màu xanh lét. Rất nhiều bác thắc mắc tại sao nó không làm bằng xanh blue thông thường mà nó lại tạo là xanh deep blue. Cái xanh deep blue này nó sẽ thay đổi tùy thuộc vào góc ánh sáng, và khi mà nó đã thay đổi thì cái màu xanh của nó rất là đậm. Đấy các bác nhìn nhá, nó đậm hơn rất nhiều với xanh blue thông thường. Nó vừa đậm vừa bóng và nó sẽ tạo ra cảm giác ấn tượng hơn trong cái vấn đề thị giác. Còn với xanh blue thông thường thì cái màu blue đấy nó sẽ không thay đổi tùy thuộc vào góc ánh sáng nhiều, mà nó sẽ vẫn có một màu xanh nhưng mà nó sẽ không có cái độ bóng, độ sáng, độ kim loại trong cái bộ kim. Thế nên là với xanh deep blue thì bao giờ cái màu của nó cũng đẹp hơn rất là nhiều. Đấy là cái ưu tiên. Cọc thì quá hoàn thiện, quá ok rồi. Mà số cọc kim luôn là những cái thứ mà người ta nhắc đến của nhà Seiko, luôn là một trong những hãng làm tốt nhất trong tầm giá. Thiết kế thì ba kim một lịch đơn giản thôi nhưng mà độ hoàn thiện thì phải nói là cực kỳ trau chuốt đấy. Đấy các bác nhìn nào. Lớp phủ AR bên ngoài này. Đó, các bác nhìn nào. Rồi. Về máy thì con này trang bị là 6R15. 6R15 thì chúng ta đã có vành tóc kháng từ rồi. Vành tóc được làm bằng spon 510 từ Coban và Niken thì hoàn toàn miễn nhiễm với từ trường. Dẻo dai và cực kỳ chắc chắn. Chúng ta có chống từ này, đấy chữ U úp ngược này. Rồi Made in Japan, chúng ta có thân thép không gỉ, hàng gọi là thép 316L, Serial Number, kính Sapphire. Ngoài ra thì chúng ta có chống nước, con này là 13 tương đương 100 m. Về độ chống nước của Seiko thì các bác cứ yên tâm đi. Ở trong tầm giá thì khó có một thương hiệu nào mà có dám vỗ ngực rằng là cái độ chống nước tốt hơn Seiko cả. Cho nên là về cái độ chống nước thì các bác cứ yên tâm là một trong những hãng chống nước tốt nhất trong tầm giá rồi. Rồi thì 6R15 thì chúng ta có 50 giờ tích cót, automatic có hỗ trợ co tay dừng kim dây, độ sai số cho phép cũng phải nói là thực hiện cực kỳ tốt, tầm 15 cho đến 25 giây cho phép một ngày. Nhưng mà thông thường nó sẽ thấp hơn 15 giây một ngày, thấp hơn khá nhiều đấy. Rồi. Và giá thì có bao nhiêu các bác? 11 triệu có 500 ngàn. Các bác cứ tưởng tượng ra ngoài hãng mà mua 4R35 kính cứng rồi chả có option gì, độ hoàn thiện vừa phải thì thực sự các bác là so sánh con đấy với một con 6R15 thực sự là khó. Đây, nôm na cho các bác có thể so sánh một chiếc 4R và một chiếc 6R này. Nói qua một chút để các bác có thể cảm nhận nhé, cảm nhận sơ qua về cái độ hoàn thiện của hai con. Các bác cứ nhìn cái mặt số này. Thì các bác nhìn thấy cái kính con này nó bóng bóng đúng không? Đúng không? Nó không có phủ chống lóa là một. Cái thứ hai là cái nước thép các bác nhìn nhá. Nước thép con 6R này nó bóng bẩy hơn rất nhiều so với con 4R đúng không ạ? Đấy, cho dù đây là một con 4R không hề rẻ nhé, con 4R này giá niêm yết là nó phải rơi vào cỡ 15 16 triệu. Đó.
Đó là về cái độ cảm quan nhé. Còn về bộ máy thì em không nói, về bộ máy chắc chắn đắt tiền hơn thì bộ máy sẽ ngon hơn rồi. Về độ hoàn thiện cọc kim thì bác cũng nhìn thấy không? Cọc kim của con 6R nó bóng bẩy hơn cọc kim con 4R chứ đúng không? Không phải ngẫu nhiên mà nó đắt hơn đâu các bác. Còn bộ máy thì em không nói nhé, bởi vì bộ máy thì chắc chắn là nó sẽ ngon hơn rồi, 6R chắc chắn là ngon hơn 4R. Chỉ nói về những cái cảm quan bên ngoài thôi. Và 11 triệu 500 ngàn cực kỳ xứng đáng. Một chiếc đồng hồ vừa đẹp, vừa dễ đeo, vừa có giá trị sưu tầm rất cao. Đấy, hình thức con này thì đang còn tương đối đẹp các bác. Có sức răm nhưng mà nhỏ thôi, không đáng kể. Không ảnh hưởng đến mặt thẩm mỹ. Còn cái mức giá 11 triệu 500 này nó quá ok đi, quá rẻ. Cần nhá các bác nhá. Mọi thông tin liên hệ em để phía dưới phần tiêu đề cũng như là mô tả. Tất nhiên đối với những sản phẩm mà giá trị cao như thế này thì mong bác thông cảm là bọn em sẽ có yêu cầu cọc trước từ 15 đến 20% giá trị của đơn hàng. Cái này thì mong bác thông cảm cho em mình nhé.